Anh thấy Lê Hoàng hơi bức xúc. Câu chuyện này nó cũng không phải nâng cao quan điểm đến mức mà chàng trai 30 tuổi lại ngủ với mẹ là chuyện bất thường đâu anh Hoàng. Bất thường chứ. Tôi xin lỗi cậu nha. Bạn là tiến sĩ tâm lý nhưng mà tôi xin lỗi bạn. Những chàng trai 30-40 tuổi vẫn có thể ngủ với mẹ cũng là điều bình thường, đâu có gì bất thường đâu. Tôi già. Điều của Lý Quái hoàn toàn sai. Là nhiều lần. Nãy anh không Hoàng có gì là sai cả anh Hoàng. Chắc chắn luôn. Em anh sẽ là nâng cao quan điểm rồi. Em nói về những cái điều em cần nói. Anh Lê Hoàng ở đây anh chỉ dựa vào cuộc sống và tâm lý cảm xúc của anh thôi. Anh Lê ơi. Anh có đó là sách, còn cái đây là gia đình anh Hoàng. Trời ơi, làm sao mà 30 tuổi ngủ với mẹ được? Anh bình tĩnh đi anh Hoàng. Đó là cảm xúc bất thường của anh. Còn đây là gia đình của người ta. Nhưng anh nói thật với em như này, em không xin lỗi mẹ em, theo anh là đúng vô cùng. Nữa là cái gì? Cái này là lỗi, phải nói nghiêm túc nhá. Lỗi của mẹ em rất cao. Tôi thấy mọi người cứ nói về lý thuyết, chẳng ai nói chuyện thực hành cả. Tôi nghĩ ở đây không phải bà mẹ sai, mẹ là đúng. Vấn đề chỗ là sai do người con. Tôi cho nói Lê Hoàng, anh Lê Hoàng luôn luôn có những ý kiến trái chiều với tôi mà tôi nãy giờ tôi kiềm chế cảm xúc đó, nhưng mà bây giờ tôi phải hỏi lại Lê Hoàng. Anh luôn luôn cứ nghĩ rằng là hai thế hệ phải cần sống xa nhau, hai thế hệ xa nhau đủ mọi thứ. Tại sao anh cứ nghĩ như thế? Người lớn người ta luôn luôn muốn con cháu ở gần người ta hạnh phúc, tại sao anh cứ lại cách biệt cái chuyện đó? Bi kịch nhất của những người già là cái niềm hạnh phúc của họ không có gì ngoài con cháu. Đến tận bây giờ không ai như con. 30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung với má. 30 tuổi rồi con vẫn ngủ chung với má. Và cứ mỗi lúc tối mà con nhìn thấy má ngủ, con luôn nói với ông trời một điều là nếu như con có sống bao nhiêu tuổi con không biết, nhưng mà cho má con thêm 10 tuổi đi. Cứ mỗi lúc con gây với má xong một điều gì đó thì con nằm con nói cho má con thêm 20 năm nữa đi. Con chỉ mong là má đừng có quy chụp, đừng có nguyên tắc nữa. Bởi vì cứ mỗi lần má nói xong vậy là má mệt, mặc dù là ai cũng nói nhìn má rất là khỏe á, nhưng mà con không biết tại sao má cứ bệnh là má giấu con hỏi cái gì má cũng không nói. Có lần má bị cái này má bị cái kia, con nói má ơi má bị gì, không tao không sao đâu, má cũng không nói. Con hỏi tới là má gạt đi, nhưng mà má con xin má một điều, má cho con có bạn đi má. Con biết má lo cho con cũng hay nói một câu là sau này má mà mất. Má mà mất con biết không ai thay thế má được. Nhưng mà lỡ sau này má mất con không còn bạn thì sao? Con đi ngoài đường con nhìn thấy mấy ông mấy bà ngồi một mình con sợ lắm. Bây giờ má với ba sống với con thì má với ba còn bảo bọc con được, nhưng mà có những người bạn con bảo đảm với má là bạn của con rất tốt. Má tin con được không má? Má không phải má không cho con có bạn, nhưng mà bạn như thế nào nhiều khi bạn tốt có, bạn xấu có, nhưng mà má thì thích lễ giáo hơn. Vô gặp má lễ phép chào thì má rất là thích, tại vì gia đình có giáo dục mà cỡ trẻ gặp má ở con chào cô hay là con chào bà, mà cái tánh của má mà gặp mà không chào má, má nghĩ là gia đình nhiều khi cái đứa bé này được dạy dỗ như thế nào, gặp người lớn mà tại sao không chào. Chứ má thì má cũng muốn cho con có bạn, má sanh con có một mình à, má không cho bạn rồi con hiu quạnh. Con biết, nhưng mà sao con nói má không bao giờ má tin con. Con xin lỗi má. Con chỉ biết lúc này con làm cái này, con mong là má khỏe và con mong má thay đổi cùng với lại con. Con cho má nói một chút. Dạ. Con không có hiểu hết lòng của má rồi. Giống như hồi nãy chú Hùng nói, chú Linh nói, bậc làm cha làm mẹ nó lúc nào cũng vậy, thương con. Mà con từng tuổi này mà con không hiểu má như thế nào hết trơn. Má rất là thương con. Con tuy cãi má nhưng mà con rất là có hiếu với má. Nhiều khi
Lúc đó con cãi nhưng mà con vội đi đâu á, con cũng nhắn tin về nói là con xin lỗi má, con không như vậy nữa, con sẽ thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi của con á thì nó ít thôi. Làm cha làm mẹ lúc nào cũng là đúng hết trơn á. Má không phải má cấm con không có cho bạn bè, nhưng mà bạn bè như thế nào, cái tầm nhìn của con á, làm sao mà bằng má được. Má cũng lăn lộn đi ngoài đời á, là buôn bán đi làm cũng mấy chục năm rồi, má trải nghiệm tiếp xúc với người này người kia. Có thể nói má nhìn người á, thì không phải nói mình là 100%, nhưng có thể nói má nhìn người khoảng hơn 50%. Con trải nghiệm ngoài xã hội làm sao bằng má được. Như vậy má vài lần đi chứ má đừng chỉ gặp một lần mà má ghét người ta được không má? Má không có ghét, nhưng mà má đánh giá vô đó là gặp má mà không chào hỏi là má không thích. Tại vì cái lễ phép là phải đi đầu. Con á cũng vậy đó, con làm nghề á, MC cũng vậy. Con phải đi đầu là cái đạo đức với lời có hiếu với cha mẹ. Hai cái đó là con sẽ thành công. Chuyện của em nó là một bi kịch khủng khiếp, nó không hề là một cái điều nhỏ. Nó là một bi kịch kinh khủng. Đấy là điều thứ nhất tôi xin nói. Điều thứ hai, cô hãy nhìn đi. Đây là một chàng trai 30 tuổi, đẹp trai. Phải nói là đẹp trai. Và hiện nay là có đạo đức, nói năng từ nãy giờ rất là bạc thiệp. Là một người phụ nữ có biết là người đàn ông 30 tuổi có nghĩa là trưởng thành. Dạ. Đúng không? 30 tuổi là phải trưởng thành. Một đứa con trai 30 tuổi mà nó phải quỳ xuống để nó xin lỗi mình trước hàng triệu khán giả xem. Cô thấy điều ấy là thế nào? Cô thấy điều đấy có hay không? Không hề hay một tí nào hết. Tại sao có thể phải để như vậy? Nó có lỗi gì? Nó quỳ xuống nó xin lỗi cô. Mà vì cái gì? Tôi không thấy cái lỗi gì cả. Phải nói rằng là cô hãy trả tự do cho nó. Đấy là nói thẳng thắn đó. Không có dùng cái từ gì khác ở đây cả. Cô có biết không? Cô nói rằng cô là một gia đình gia giáo có giáo dục. Xin hỏi nhé, gia đình gia giáo và văn hóa qua giáo dục thì có bao giờ đứa con 30 tuổi ngủ với mẹ không? Trả lời tôi đi. Ai trả lời tôi đi? Đó là suy nghĩ của anh. Bình thường là một người đàn ông 30 tuổi là không ngủ với mẹ, bởi vì rằng người đàn ông đó có rất nhiều cái suy nghĩ, rất nhiều cái điều, và nó không thể như vậy được. Nó là bất thường. Mà cái sự bất thường này tôi xin nhắc đi nhắc lại là có nghĩa là gì? Là từ bé đến lớn là cậu bé này là bị chế áp một cách khủng khiếp. Và cái sự chế áp này lúc nhỏ cậu không thấy là gì, nhưng mà đến một lúc cậu cảm thấy rằng là chắc chắn là nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ chết. Chết bằng tinh thần. Cho nên là phải nói là cậu đánh một cái ván bài này là rất nặng, chứ nó không hề nhẹ. Anh Hoàng ơi, nâng cao quan điểm quá rồi. Không, em không, chuyện bình tôi thường. Không nghe quan điểm đâu. Anh nghĩ rằng có là chuyện gì bởi phải... Bởi vì tôi già, nếu mà để em là người về giáo dục, em đọc những cuốn sách này nó nhiều lắm, nó không ít đâu. Nó không hề ít, nhưng chẳng qua là Linh không thấy thôi. Không thấy nâng cao quan điểm. Rất ở đây nhiều người là thế này. Cậu bé này hoàn toàn bị bất tự do. Ngay cả tôi đây là con có bạn chứ, nhưng bạn thế nào thì mẹ biết là đúng. Trời ơi, vậy thì còn cái gì nữa? Nó 30 tuổi rồi, nó đúng hay nó sai nó phải chịu trách nhiệm. Còn tất cả những cái gì bạn bè của nó cũng sẽ là mẹ sẽ cho là đúng hay sai. Anh Hoàng, anh bình tĩnh thế này nha. Cho nên là thế này này, nếu chàng trai này không có tự do thì tôi tin rằng là anh thấy Lê Hoàng hơi bức xúc. Câu chuyện này nó cũng phải nâng cao quan điểm đến mức mà chàng trai 30 tuổi lại ngủ với mẹ là chuyện bất thường đâu anh Hoàng. Bất thường chứ. Tôi xin lỗi cậu nha. Bạn là tiến sĩ tâm lý, nhưng mà tôi xin lỗi bạn. Những chàng trai 30, 40 tuổi vẫn có thể ngủ với mẹ cũng là điều bình thường, đâu có gì bất thường đâu. Tôi già. Điều của Linh nói hoàn toàn sai. Là nhiều lần. Nãy anh không Hoàng có gì là sai cả anh Hoàng. Sai chắc chắn luôn. Em anh sẽ là nâng cao quan điểm rồi. Em nói về những cái điều em cần nói. Anh Lê Hoàng ở đây anh chỉ dựa vào cuộc sống và tâm lý trời cảm ơi, xúc trời của ơi. Anh thôi. Anh ôi, Lên sách ơi. Về tâm lý này, thế này này. Anh có đó là sách, còn cái đây là gia đình anh trời Hoàng. Trời ơi, làm sao mà 30 tuổi bình tĩnh mẹ được. Anh bình tĩnh đi anh Hoàng. Đó là cảm xúc bất thường của anh. Còn đây là gia đình của người ta. Nữa là cái gì? Cái này là lỗi, phải nói nghiêm túc nhá. Lỗi của mẹ em rất cao. Tôi thấy mọi người cứ nói về lý thuyết, chẳng ai nói đến chuyện thực hành cả. Tôi nghĩ đây không phải bà mẹ sai, mẹ là đúng. Vấn đề chỗ là sai do người con. Tôi sẽ nói Lê Hoàng, anh Lê Hoàng luôn luôn có những ý kiến trái chiều với tôi mà tôi nãy giờ tôi kiềm chế cảm xúc đó. Nhưng mà bây giờ tôi phải hỏi lại Lê Hoàng. Anh luôn luôn cứ nghĩ rằng là hai thế hệ phải cần sống xa nhau, hai thế hệ xa nhau đủ mọi thứ. Tại sao cứ nghĩ như thế? Người lớn người ta luôn luôn muốn con cháu ở gần người ta hạnh phúc. Tại sao cứ lại cách biệt cái chuyện đó? Bi kịch nhất của những người già là cái niềm hạnh phúc của họ không có gì ngoài con cháu. Và khi họ không có gì ngoài con cháu thì hơi một cái đi là họ bảo tao vì mày này, tao nuôi mày, tao đẻ mày, tất cả bây giờ mày quay lại mày nói với tao như thế à, cả đời tao tao cho mày. Nhưng mà khổ lắm,
tuy rằng cho người ta cả đời nhưng vẫn phải cho người ta cái quyền sống và quyền làm người, thì những người già đôi khi quên phắt cái điều đấy. Cho nên rằng là họ mang cái quyền nuôi dưỡng, mang cái quyền lo lắng, mang cái quyền hy sinh ra để mà áp đặt. Và người già phải có hạnh phúc của bản thân mình, chứ không bao giờ được mang hạnh phúc của con cái làm hạnh phúc của mình. Vấn đề là do cái người con giải quyết thế nào, hành động thế nào thôi. Thử đi, nếu thật sự cô gái này chịu hành động đi, cô gái này chịu xin lỗi, cô gái này chịu nhẹ nhàng và cố gắng thuyết phục mẹ bằng mọi cách đi, thì những cái chuyện đó là bình thường, có thể thay đổi ông người mẹ. Nhưng bởi vì cô này cứ cứng đầu, cứ cãi nhau, luôn luôn cho mình đúng, thì chắc chắn mâu thuẫn xảy ra. Cái mâu thuẫn này không có nước mắt nào giải quyết được và không có xin lỗi nào giải quyết được. Mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết bằng ý thức hệ. Đó là mẹ phải có niềm vui của mẹ, con có niềm vui của con, lâu lâu hai cái niềm vui chập lại. Chứ còn hai cái niềm vui này sống với nhau á, nó sẽ là bi kịch cho cả hai bên. Việt Nam mình là cha truyền con nối, tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường. Cái điều đó nó đã ăn sâu rồi. Ông bà phải chơi vui với con cháu cần có ông bà. Đừng có nói người lớn ở đây là sai nha. Người lớn có những cái hay của người lớn, chứ đừng nói người lớn là không hiểu về công nghệ này kia. Ủa, họ cũng hiểu vậy. Vấn đề chỗ là xử lý do em. Anh thật sự mà nói, em xử lý hơi kém trong gia đình. Đó có thể là một cách giải quyết đó Sang. Thực tế thì chị vẫn cần một cái tương tác của hai mẹ con trên sân khấu ngày hôm nay. Mẹ em cần được mở một cái nút thắt. Bản thân em cũng cần được mở một cái nút thắt. Chị không có gọi là cảm thấy giận em ngay từ lúc đầu giống như là anh Linh. Tại anh Linh ảnh đụng tới phụ nữ mà mẹ là ảnh bị kích động ghê lắm. Chính xác là như thế. Nhưng mà như thế này nè, em không sai, mẹ em không sai, nhưng mà hai người ráp lại với nhau thì sẽ sai. Giống như là anh Hoàng anh nói, chị nhìn ra những câu chuyện mà cần phải thay đổi. Thứ nhất là bản thân em phải ổn với cuộc đời của em, bày trí lại cái cuộc sống của mình. Cái thứ hai á, hãy hiểu về cái sự khác biệt thế hệ. Thực ra mẹ em không bao giờ thấy mẹ em sai đâu. Tại vì thiệt ra là bà đúng thiệt mà. Bà đúng ở chỗ này nè, thế hệ của bà không có công nghệ thông tin. Cho nên bà, đối với bà mà nói về sử dụng công nghệ thông minh thì nó là một khái niệm xa lạ. Cho nên cũng không thể trách được khi bà cảm thấy rất là thuận lợi khi đứa bé ở nhà nó được cầm điện thoại lên, quá hạnh phúc. Hãy chọn một cái cách nói nào đó tích cực hơn với cái cách nói mà mình đã từng nói để mẹ có thể nhận ra. Và cái thứ ba, thành thật với nhau một điều, có phải là mình đang mưu cầu ở mẹ nhiều vai trò, còn mình bay ra bên ngoài và 9 giờ tối mình có mặt ở nhà. Em là mẹ, con em phải lo, và em phải lo trong tâm thế là không có bà ngoại luôn á. Còn ở đây em vẫn dựa vào vai trò của bà ngoại mà. Cho nên ở đây là một cuộc chơi không công bằng nha. Chỗ này mình không công bằng với người lớn nè. Em giảm cái mưu cầu của mẹ xuống, rồi em cảm thấy là mình không bị phụ thuộc quá nhiều vào bà. Mà khi không phụ thuộc quá nhiều vào bà thì bà có niềm vui riêng của bà. Cái bà làm nó cũng không ảnh hưởng tới cái mong chờ của em. Tự nhiên hai mẹ con bớt mâu thuẫn thôi. Thôi thế này nha, nãy giờ tại sao nói em sai? Bởi vì em chưa bao giờ hành động với mẹ em. Em thử hành động đi, về nhà em hành động với mẹ đi. Những cái gì đó em muốn thay đổi em từ từ em hành động đi. Có rất nhiều người, người ta buôn ba mưu sinh vì cái gì? Vì đồng tiền. Khi có tiền rồi quay trở lại mất mẹ, mất tình cảm giữa mẹ con, mất tất cả những người thân gia đình. Có tiền để làm gì? Tình cảm trong gia đình mất hết. Và chúng ta hành động ngay tất cả vì cảm xúc của mẹ mình. Đơn giản là như vậy thôi. Bây giờ anh nghĩ rằng chúng ta đã tranh luận đủ rồi. Anh nghĩ rằng là em cần phải đối mặt với mẹ em để những cảm xúc đó thể hiện ngay trên sân khấu này. Em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Nào, hãy đứng lên. Chúng ta hãy chờ xem mẹ em có đối mặt cảm xúc với em hay không.